Thầy chào tất cả các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em cách tháo khăn quàng và thắt khăn quàng cho đúng. Các em hãy cùng theo dõi video clip này nhé. Đầu tiên, các bạn chuẩn bị khăn quàng. Đây là khăn quàng của thầy. Chúng ta có những bước như sau. Để thắt được khăn quàng thì chúng ta đầu tiên chúng ta hãy vuốt khăn và cầm khăn giống như vị trí của thầy. Bước thứ hai, chúng ta bẻ cổ áo lên. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ gấp khăn quàng theo dạng gấp nếp quạt. Gấp cho đến khi chúng ta còn khoảng cách giữa đáy và cái đỉnh của khăn quàng còn khoảng 15cm là được. Bây giờ chúng ta sẽ quàng khăn qua cổ. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ so đuôi khăn. Đây, thầy đang so đuôi khăn cho nó đều nhau. Tiếp theo, chúng ta cầm dải khăn bên trái đặt lên trên dải khăn bên phải. Bước này quan trọng, chúng ta xác định vị trí của nút khăn của mình là nằm ngay nút áo thứ hai của chúng ta. Tiếp theo, chúng ta lấy cái dải khăn vừa đặt lên trên, chúng ta vòng ở dưới cổ. Bước này là rất quan trọng, khi để có được cái nút khăn đẹp thì chúng ta phải điều chỉnh ngay cái vị nút này. Xong, chúng ta cầm cái dải khăn ở phía trên, chúng ta vòng qua cái dải khăn ở phía dưới, từ trái qua phải ha. Từ trái qua phải và chúng ta vòng vào dải khăn phía dưới. Xong, chúng ta cầm hai đuôi khăn kéo lên, tiếp tục điều chỉnh nút khăn cho đẹp và đuôi khăn. Bây giờ chúng ta làm xòe ra cho đẹp ha. Cuối cùng, bẻ cổ áo xuống. Như vậy, thầy đã vừa thắt xong khăn quàng. Các bạn chú ý đuôi khăn bên phía tay trái của thầy và tay phải của thầy, đuôi khăn nào dài và đuôi khăn nào ngắn. Đuôi khăn ở bên tay trái lúc nào cũng ngắn hơn đuôi khăn bên phía bên tay phải. Các bạn lưu ý ha, có nhiều bạn chúng ta thắt bị ngược thì chúng ta sẽ ra bên phải ngắn hơn bên trái. Thì lúc đó chúng ta hãy điều chỉnh lại. Và quan trọng nữa, khi mà một điều các bạn thường mắc phải, đó là khi thắt khăn quàng xong, các bạn cầm hai cái đuôi khăn, các bạn ghì xuống. Rất nhiều bạn có thói quen như thế này. Đó là điều không đúng và chúng ta phải bỏ ngay. Nếu chúng ta kéo như vậy thì khăn quàng của chúng ta sẽ rất là xấu. Vừa rồi là thắt khăn quàng. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em cách tháo khăn quàng. Nếu như chúng ta thắt khăn quàng đúng thì tháo khăn quàng cũng rất là dễ. Tay trái của chúng ta chỉ cần nắm vào nút khăn. Các bạn chú ý ha, nắm vào nút khăn. Tay phải thì chúng ta sẽ cầm vào dải khăn ở phía bên tay phải của mình, rút. Như vậy là chúng ta đã tháo được khăn quàng ra. Như vậy, thầy đã vừa hướng dẫn cho các em cách tháo khăn quàng và thắt khăn quàng mỗi khi buổi sáng chúng ta đi học. Đối với các em đội viên khối 4, khối 5 thì chúng ta việc này rất là dễ dàng, thì chúng ta đã thường xuyên thực hiện. Thì đối với các em đội viên mới của khối lớp 3
thì chúng ta hãy theo dõi video clip này và thực hiện cho nó đúng. Video hướng dẫn của thầy đến đây là kết thúc. Thầy chào tạm biệt các em.